Quỳnh Lập xin gửi lời chào đến tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Chuyện Lập kể về ma một nén nhang. Và ngày hôm nay, hy vọng câu chuyện này sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho tất cả mọi người. Và trước khi đến với câu chuyện, Quỳnh Lập xin gửi lời cảm ơn đến dòng đá phong thủy hiệu Tinh Lâm đã luôn đồng hành cùng với chúng ta. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nghe nha. Chúng ta đã cùng nhau nghe kể về rất nhiều câu chuyện ma đời thường, những hình ảnh quen thuộc trong sinh hoạt, trong cuộc sống, và mọi người có thể bắt gặp bản thân mình trong những câu chuyện đó. Nào là ở nhà thuê, nhà trọ, hay là ở hầm xe, chung cư. Nhưng với câu chuyện ngày hôm nay, Lập sẽ kể cho mọi người về một môi trường, hoàn cảnh khác với những câu chuyện đời thường trước đây. Đó là môi trường làm phim. Đã nói về làm phim, tất nhiên là sẽ ít khi nào quay ở đất nhà mình, mà là quay ở ta bà khắp chốn. Có khi là ở nhà người ta, có khi là nhà quan, có khi là cầu này quán nọ, khi thì lên rừng xuống bể, khi thì đền chùa, khi thì qua nghĩa địa. Cho nên lúc nào trong đoàn phim cũng có bàn thờ cúng tổ nghiệp hoặc là thần linh, để có thể kiểm soát hoặc trấn giữ những thế lực tâm linh đen tối ở nơi mà đoàn phim đang quay. Và với câu chuyện ngày hôm nay, Lập sẽ kể cho mọi người nghe về một đoàn làm phim ma và đã gặp ma. Nhiều tai nạn và trục trặc đã xảy ra, nên đoàn phim phải lập bàn thờ cúng sinh để cầu tai qua nạn khỏi. Và câu chuyện mang tên Đoàn Phim Ma. Đây là một bộ phim nói về đề tài tâm linh. Lâm vừa làm kịch bản, vừa làm diễn viên cho chính bộ phim này, nên Lâm đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu những kiến thức tâm linh để có thể hoàn thành kịch bản một cách tốt nhất. Và thời gian tiền kỳ cũng vậy, nào là phục trang, make up, hóa trang, diễn viên, bối cảnh và rất nhiều những khâu khác nữa. Vì là những tình tiết liên quan đến chuyện ma đậm màu sắc văn hóa tâm linh Việt, nên Lâm cùng với đoàn làm phim của mình tìm về những nơi đồng ruộng ở dưới quê để những hình ảnh trở nên gần gũi hơn. Gần 5 tháng tiền kỳ chuẩn bị đã trôi qua và mọi thứ cũng đã sẵn sàng. Hôm nay là ngày cúng khai mái đầu tiên. Bàn thờ đã được bày biện vô cùng kỹ lưỡng. Đó là một bàn thờ 3 tầng. Tầng cao nhất là thờ Phật, dưới một bậc là thánh thần, tổ nghiệp, bậc cuối cùng sát đất là thờ ngũ hổ. Và bên cạnh là mâm cúng khuất mặt khuất mày với bánh kẹo các thứ. Bàn thờ được nằm trên một con đường đất nhỏ sát bờ sông, vì bối cảnh chính là một cây cầu bắc qua. Sau khi tất cả những thành viên trong đoàn làm phim đã dâng hương xong, thì phân đoạn đầu tiên chính thức được bấm máy. Do là ngày đầu tiên nên mọi thứ còn khá cập rập, nhưng vì đã có kinh nghiệm nên nhà sản xuất đã sắp lịch quay cho ngày đầu tiên cũng nhẹ nhàng và dễ thở hơn. Buổi trưa đứng giữa cầu quay phim, tuy trời nắng gắt nhưng người dân gần đó cũng bu lại xem, nhưng không quá đông, bởi chỗ cung đường này trong những ngày bình thường rất vắng vẻ. Trưa thì nắng muốn bể đầu, nhưng tự nhiên tầm chiều thì trời bắt đầu chuyển mưa. Mặc dù trong dự báo thời tiết là không có hạt mưa nào cả, gió bắt đầu thổi mạnh, cây lá xung quanh quằn quại tơi bời. Thấy tình hình không mấy khả quan nên đoàn làm phim đã tạm trú tại một căn nhà của một người dân gần cây cầu. Đó cũng là nơi để đoàn phim tập trung để sửa soạn, make up cho diễn viên trước khi ra quay. Chị chủ nhà cũng thắc mắc hỏi mọi người trong đoàn: "Ủa em, chỗ này ma không mà đoàn tụi em quay phim ma tụi em không sợ hả?" Ôi là trời, chị chủ nhà mà không nói là nguyên đoàn không biết chỗ cây cầu này có ma luôn. Vậy là người trong đoàn cũng hỏi thêm thông tin từ chị: "Ở đây có ma gì vậy chị?" Chị chủ trả lời chắc nịch: "Ma da với ma gì em?" Nghe tới đó ai cũng sợ, vì đoàn phim đang quay cảnh ở trên cầu có nội dung liên quan đến ma già. Rất là trùng hợp,
thấy trời cứ mưa hoài, Lâm và đoàn phim làm cái bàn thờ cúng nhỏ để cúng ngũ lôi thần tướng, thần mây, thần mưa, thần gió để có thể cứu vãn được tình thế. Mà công nhận đúng là có thờ có thiên. Sau khi cúng xong tầm 15 phút là trời quang mây tạnh. Thế là đoàn phim dắt máy ra quay tiếp. Mọi thứ cũng khá suôn sẻ. Và rồi trời dần sập tối. Đây là đường quê nên hầu như không có đèn đường. Mọi thứ nó cứ tối om mịt mờ. Cánh đồng cũng tối thui. Dòng sông trôi lặng lẽ trong màn đêm. Một cái đèn pha thật lớn của đoàn phim được bật lên. Vậy là mọi người đã có thể nhìn thấy được mọi thứ xung quanh mà không cần phải mở đèn flash điện thoại. Hiện tại là 8 giờ đêm. Phân đoạn chuẩn bị bấm máy có nội dung là một thanh niên thất tình chuẩn bị nhảy cầu và bị ma da kéo chìm xuống sông cho đến chết. Tự nhiên, mọi người cảm thấy phân đoạn này nó tạo cảm giác đáng sợ một cách chân thật. Mặc dù diễn viên cũng chẳng quá trang ma cỏ gì cả. Lâm và đạo diễn đứng ở trên cầu làm việc tâm lý với diễn viên. Từ trên cầu cao nhìn xuống dưới nước, thấy mặt nước đen ngòm và sâu thăm thẳm. Nhìn nó tĩnh lặng một cách khác thường và đáng sợ. Tự nhiên ớn lạnh nổi da gà. Nhưng vì nghệ thuật nên anh diễn viên cũng phải xả thân mình quay một cú nhảy từ trên cầu xuống dưới nước. Mặc dù đã có bảo hộ canh gác sẵn nhưng cũng không tránh được tâm lý lo sợ. Máy chạy, diễn, có khẩu lệnh vang lên. Anh diễn viên thực hiện cú nhảy xong rất đẹp mắt. Một cái khuấy động tại dòng sông đêm tĩnh lặng, kết hợp với những tiếng la hét của diễn viên quần chúng. Tiếng la nó văng vẳng ra ngoài đồng ruộng tối đen thăm thẳm. Người dân xung quanh đó cứ tưởng là có người té sông thiệt. Bầu không khí vô cùng sống động và chân thật. Đã một lúc lâu rồi mà chỉ toàn thấy bọt nước nổi lên, không thấy anh diễn viên đâu cả. Đạo diễn hô to "Cut!" để lập tức cho cứu hộ ra giúp. Thì lúc này anh ấy mới nổi lên lại. Người anh run bần bật vì lạnh, vì sông băng đêm giảm nhiệt rất nhiều. Chưa tính tới chuyện nhảy sông từ trên cạn xuống dưới sông cũng khiến thay đổi nhiệt độ bất chợt dẫn đến sốc nhiệt. Khăn lông, quần áo khô đã sẵn sàng cho anh. Nhưng Lâm thấy anh có vẻ lo lắng, vẻ mặt xanh xao hẳn đi. Mọi người hỏi sao lúc nhảy xuống á, anh không nổi lên liền mà chìm sâu mất tiêu vậy? Hay là anh có bị gì không? Anh nói là anh đâu có bị gì đâu. Anh muốn lặn sâu để camera lấy cảnh bọt nước nổi lên nhiều hơn, vậy sẽ đẹp hơn. Nghe anh chia sẻ như vậy, mọi người mới chịu yên tâm. Qua ngày thứ hai, tiếp tục quay ở bối cảnh cây cầu đó. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường khi quay ở khu vực ở bên này, là nơi có cái nhà để đoàn phim tập trung. Cho đến khi quay phim giác máy qua khu vực ở bên kia cầu, là khu vực chỉ có đồng ruộng bao la bát ngát. Qua bên đó là trời đổ mưa. Mọi người lại tiếp tục trú mưa. 30 phút mưa xong, trời lại tạnh. Tiếp tục giác máy lại qua bên đó thì trời tiếp tục mưa. Không hiểu lý do tại sao luôn. Trời cứ ui ui, mưa lâm râm tới chiều rồi sập tối. Cảnh bên kia cầu bị nở lại. Quay phim sợ nhất là nở cảnh, vì nó sẽ chiếm thời gian quay cho những cảnh quay sau này. Và ngày tiếp theo phải chuyển qua bối cảnh khác, vì sắp xếp theo lịch trình của diễn viên. Đó là khu vực căn nhà với kiến trúc cổ kính lâu năm. Chủ nhà ở đây dễ thương lắm, nên ông rất hỗ trợ cho đoàn làm phim. Nói chung là quay ở đâu cũng được, miễn đừng vào khu vực căn phòng mà ông không cho phép. Đoàn phim tập trung bối cảnh thứ hai từ rất sớm, tầm 6 giờ sáng là đã có mặt khá đầy đủ. Lâm và các diễn viên đang make up chuẩn bị. Bối cảnh phòng khách được set up, vừa mới lên đèn thì nguyên căn nhà bị cúp điện. Chủ nhà cũng không biết lý do tại sao lại bị cúp điện như vậy. Nó không có tiền lệ. Bên sản xuất gấp rút liên hệ với ekip ánh sáng để tìm máy phát điện để có thể lên đèn để quay. Chứ không có đèn thì bối cảnh sẽ rất tối. Lâm thấy có cái gì đó là lạ nên đi dạo một vòng. Và nhớ ra trong không gian căn nhà của bối cảnh quay có một cái vách thạch cao được tổ thiết kế dựng lên để che lại. Và phía sau cái vách đó là ba cái bàn thờ. Một cái là bàn thờ Phật, một cái thờ thần và một cái bàn thờ thời gia tiên của căn nhà này. Lâm cho người mua liền trái cây và bông để bày đủ hết tất cả những bàn thờ còn lại trong nhà này. Vì còn bàn thờ ông Thiên, bàn thờ thần tài thổ địa và còn một điều đặc biệt hơn nữa.
Trong căn phòng mà chủ nhà không cho phép quay, có một bàn thờ mới lập nên. Đó là bàn thờ 49 ngày của bác gái, là mẹ của chủ nhà, vừa mới mất cách đây không lâu. Sau khi bày biện, cúng kiến xin phép hết tất cả thì quả thật, nhà có điện lại liền. Ai nấy đều nổi da gà vì sự linh thiêng của căn nhà cổ kính này. Kiểu như vào làm gì cũng phải xin phép người ta một tiếng. Và mấy ngày quay ở đó, ngày nào Lâm và những ai sống duy tâm trong đoàn đều thắp nhang cho tất cả những bàn thờ để các ngày quay được thuận lợi suôn sẻ hơn. Về phần công tác quay phim là tạm ổn rồi nha. Mọi thứ cũng khá suôn sẻ. Bạn quay hậu trường tự nhiên bị đơ một bên cổ, sưng lên một cục hạch và đau nhức vô cùng. Lấy dầu xoa bóp thì đỡ được một lúc thôi, nhưng sau đó lại sưng tấy trở lại. Chịu đựng tới ngày hôm sau vẫn không hết, đau nhức không thể xoay cổ qua lại được luôn. Hỏi ra tối hôm kia không có ngủ sai tư thế, cũng không có vận động gì mạnh mà khiến cho phần cổ phải đau nhức và nổi cục hạch như vậy. Lâm nhìn mặt mày của bạn quay hậu trường xanh xao khác lạ. Có thể đây là một chuyện gì đó không được bình thường. Cái này giống như bị quở vậy đó. Bỏ qua hết tất cả những lý do vật lý, Lâm hỏi bạn quay hậu trường hôm qua tới giờ có làm chuyện gì mạo phạm hay không. Bạn quay hậu trường đó nhớ là bản thân mình đâu có làm gì mạo phạm tới bàn thờ hay là nói gì bậy bạ đâu. Cố gắng nhớ lại hết tất cả những gì mình làm từ hôm qua tới giờ. Ăn á thì cũng ăn như bao người, nghỉ ngơi thì cũng nghỉ ngơi như bao người. Rồi bạn chợt nhớ ra là bạn có đi vệ sinh ở phía sau nhà. Cả đoàn quay phim này chỉ sử dụng được một cái toilet trong nhà mà thôi, nên mọi người thay phiên nhau sử dụng. Do bị kẹt toilet quá lâu nên bạn quay hậu trường đã tìm ra phía sau căn nhà. Đó là một khoảng đất rộng với tùm lá cây. Và rồi bạn tìm một góc để đi tiểu. Vậy là mọi người ra phía sau hè để kiểm tra ngó thử. Trời ơi, mồ mả của ông bà trong căn nhà này được chôn rất nhiều ở phía sau đó. Bản thân bạn này cũng đã rất kỹ lưỡng là tìm một góc rất là khuất để đi vệ sinh, chứ không phải đi ở chốn thanh thiên bạch nhật. Nhưng cũng không thể nào tránh khỏi việc người ăn quở trách. Cái này giống như là bị ông bà trong nhà tán cho một cái thập đao ngay cổ để răn đe. Và vậy là phải cúng xin người âm, cúng xin ông bà ở đó rộng lòng tha thứ. Chứ mấy đứa nhỏ này cũng trẻ người non dạ nên không để ý nên mới mạo phạm. Nhờ vậy mà cái cổ của bạn cũng đỡ hơn nhiều sau đó. Và qua một đêm, ngày hôm sau quay bối cảnh khác, không còn ở trong căn nhà đó nữa, là bạn hết hẳn luôn. Như chưa hề có một sự đau cổ nào và cục hạch cũng lặn mất tiêu luôn. Bối cảnh tiếp theo là nhà quan. Căn nhà này được bỏ hoang rất lâu rồi. Với kiến trúc cổ kính, xung quanh cây cỏ mọc lên tùm đã tạo thêm sự ma mị trong không gian ở đây. Rất đúng với những gì mà kịch bản yêu cầu. Vẫn mượn nhà dân kế bên để tập trung, make up, thay đồ. Từ chỗ đó có hai đường để vào căn nhà quan. Một là mình phải đi bộ một lúc để vòng ra cổng trước để vào. Hai là mình đi theo con đường mòn thông từ căn nhà này qua giường của căn nhà quan đó. Con đường mòn nó ngắn nhưng rất khó đi. Mấy cái cây lâu ngày nó chết nó đè bẹp lên nhau, gặp mưa ẩm thấp rồi kèm theo những cái miễn chai nữa, nên rất là khó đi, trong trên trơn trượt dễ té. Lâm vừa bước vào khu vực sân của căn nhà quan, cậu đã nổi da gà vì có thể cảm nhận được âm khí ở đây rất dữ dội. Các cửa sổ của căn nhà bị bể nát hết, giống như là mấy người ở đây hay là trẻ con chạy qua chạy lại ném đá vô cho bể hết cửa sổ vậy. Ở bên trong đoàn phim đánh đèn màu đỏ nên trông vô cùng ma lực. Nhưng chưa quay đâu, Lâm tiếp tục thắp nhang cho bàn thờ tổ và một bàn thờ khuất mặt khuất mày được đặt ở phía cửa sau của căn nhà quan. Khi vừa bước ra khỏi cửa sau, Lâm thấy đó là một khu vườn toàn cây chuối. Là ban ngày nhưng khu vườn âm u lạnh lẽo đến dị thường, vì mấy cây chuối mọc lên rất nhiều và san sát nhau. Bánh kẹo, muối gạo đã được bày sẵn. Lâm thắp nhang xong vẫn cảm thấy chưa yên tâm. Cậu đốt thêm mười mấy cây nhang nữa và từ từ đi sâu vào trong cái vườn chuối rậm rạp đó. Đi tới đâu, Lâm cắm nhang lên gốc cây chuối tới đó. Càng đi sâu, cảm giác càng lạnh. Mà cái vườn chuối nó rộng lắm, đi hoài không hết cái vườn luôn. Đi một hồi, Lâm ngoảnh người lại, không thấy mọi người đâu nữa. Y như là bị ma dắt vậy đó. Hơi ớn lạnh rồi, cũng hên là có mấy cây nhang vừa mới cắm, nên Lâm
đã lần theo mấy cây nhang đó tìm đường về. Chứ thật sự đứng ở trong đó y như một cái mê cung, không thấy đường đi về, không thấy gì khác ngoài những cây chuối. Thật sự rất đáng sợ. Quay trở về vị trí bàn màn hình monitor của đạo diễn, mọi người đang bàn tán về một anh bên tổ âm thanh. Lại có chuyện gì nữa rồi? Một anh làm bên khâu thu âm từ lúc mới vừa bước vào căn nhà này là tự nhiên lạnh ngắt chân tay. Người cứ run bần bật lên, cứ chui vô trong góc ngồi, uể oải, mệt mỏi và lâu lâu tự nhiên khóc mà không hề biết lý do. Lâm tới hỏi thăm anh đó có ổn không. Anh nói, ở đây nhiều quá, khiến anh khó thở, nặng vai. Tại vì anh là người có thể dễ dàng cảm nhận được. Nhưng không sao, anh vẫn còn đủ sức làm được, nên mọi người cứ yên tâm. Và thế là phân đoạn đầu tiên trong ngày đã được bấm máy. Do đã cúng kiến đầy đủ nên mọi thứ khá ổn, không bị trục trặc gì cả. Lâm đang quay phân đoạn trong nhà, nhìn ra cửa sổ có bóng ai đó đang lấp ló trong mấy bụi chuối, cỡ 3-4 người, hết hồn hết vía. Nhìn kỹ lại là người dân. Trời đất ơi, những cái người dân ở nhà xung quanh, do hiện trường đã chặn lại ở cửa chính nên họ không vào nhà quan được, nên họ phải đi lòn qua cửa sau, là phải băng qua cái khu vườn chuối để họ vào trong đây để xem đoàn phim quay cái gì. Mà họ đứng lấp ló trong bụi chuối nhìn ghê lắm, nhìn giống như ma vậy đó. Thoạt nhìn là giật mình liền. Mà gương mặt của họ cũng lạ lắm kìa, nó có cái gì đó khó hiểu, có một chút dò xét, quan sát, chứ không phải kiểu hiếu kỳ phấn khởi vui vẻ tò mò xem. Mà thôi kệ, mọi người hiếu kỳ như thế nào cũng được, miễn đứng xem là được, đừng làm ồn ào là được. Quay cũng êm tới chiều tối. Và bây giờ là tới phân đoạn cực nè. Là bởi vì có xuất hiện một diễn viên đóng vai ma, phải hóa trang này nọ các kiểu, trông rất kinh dị. Và đó chính là ma gia. Anh diễn viên đóng vai ma gia phải quay trên một cái phong xanh được đặt trong căn nhà quan để có thể về xử lý kỹ xảo. Mấy phân đoạn quay kỹ xảo phong xanh rất là cực, vì nó thử thách sự tưởng tượng của diễn viên, quay phim và đạo diễn. Anh đóng vai ma gia đó cũng rất duy tâm, cũng khấn vái đủ phía hết để chư vị khuất mặt khuất mài có thể phù hộ cho anh quay suôn sẻ. Những phân đoạn ma cỏ được quay kéo dài tới 11 giờ đêm. Lúc này sương đã xuống và không gian lạnh ngắt. Đã vậy đoàn phim còn xịt khói, đánh đèn. Ôi cái không gian nó ma mị và âm khí nặng nề kinh khủng khiếp. Bên tổ âm thanh có 2 người, mà bây giờ chỉ còn có 1 người mà thôi. Vì người còn lại là anh bị mệt mỏi khi mới vừa bước vào căn nhà này đã rời khỏi đây từ sớm. Vì lúc trời vừa sập tối, âm khí chỗ này ngày càng nặng nề, anh chịu không nổi nên đã xin phép ra ngoài trước. Mọi người về khách sạn nghỉ ngơi, tưởng chừng một ngày quay đã kết thúc trọn vẹn. Nhưng không, Lâm và bên tổ sản xuất nhận một hung tin là cái file quay ban đêm ở nhà quan bị mất sạch dữ liệu. Cái thẻ nhớ lưu file mang số 49. Thường sau khi kết thúc một ngày quay là sẽ có người nhận thẻ nhớ từ các máy quay về để chép vào ổ cứng. Sợ rủi ro nên phải chép 2 ổ khác nhau. Nếu như có vấn đề sự cố của ổ này thì vẫn còn một ổ để backup. Nhưng mà lần này nội dung thẻ 49 quay những cảnh ban đêm ở nhà quan có ma gia đã bị mất hết, kể cả ổ chính và ổ backup luôn. Và có một điều kỳ lạ là khi mà người ta chép vô cái ổ cứng là có người ở đó quay lại màn hình và xác nhận là đã chép vô rồi. Nhưng mà từ khi qua khoảnh khắc 12 giờ là qua ngày mới đó, là tất cả nội dung của số thẻ 49 mất sạch. Mọi người hay tin vừa sợ vừa hoang mang, vì đó là cái thẻ số 49, mà số 49 nó mang ý nghĩa tâm linh dữ dội ghê gớm lắm. Bên tổ chép file dữ liệu đã bàn họp và làm việc cả đêm để tìm cách phục hồi thẻ nhớ, nhưng không thể nào làm được gì. Và cuối cùng đoàn phim lại phải nở cảnh ban đêm có ma gia tại khu vực nhà quan. Qua hôm sau, mọi người vẫn phải tiếp tục làm việc theo lịch trình kế hoạch, nhưng tâm trí vẫn còn bàn tán về câu chuyện nhà quan hôm trước. Là bởi vì ngoài sự cố mất file thẻ nhớ 49, nó còn một câu chuyện kinh khủng hơn nữa. Trong đoàn có một bạn trợ lý, chức công việc là chăm sóc nghệ sĩ, hay trong nghề gọi là take care nghệ sĩ. Nhiệm vụ của bạn là theo dõi, bảo vệ, đưa rước nghệ sĩ đến địa điểm quay hoặc là chở nghệ sĩ về khách sạn. Và tối hôm đó, anh diễn viên đóng vai ma gia đã quay xong, tẩy trang và thay đồ,
là bạn trợ lý chở anh ấy về khách sạn trước bằng xe máy. Con đường quê lúc 10 giờ đêm vắng không một bóng người, đèn đường cứ le lối. Từ nơi địa điểm quay về khách sạn cũng khá xa, phải chạy qua mấy cây cầu bắc qua những con sông nhỏ len lỏi trong khu nông thôn đó. Khi về tới khách sạn là bạn trợ lý phải chạy ngay trở ngược lại địa điểm quay của đoàn phim. Trên đường đi, khi vừa chạy ra một cây cầu thì bạn trợ lý thấy có ai đó y chang tạo hình ma da trong phim, mặc đúng cái áo màu xanh rêu, cái quần màu xám, trên người thì dắt thêm mấy sợi vải đen đen, đầu tóc rủ rượi, da nhăn nhúm, dợp xanh lè lên, cả người ướt nhẹp, nói chung là y chang tạo hình ma da trong phim luôn. Mất hồn mấy giây, bạn trợ lý tự trấn an là do mình nhìn nhầm, chắc do là làm việc cả ngày mệt quá nên hoa mắt thôi, tăng tốc chạy tiếp. Qua thêm một cái cầu nữa, bạn lại thấy nữa, vẫn đúng tạo hình ma da đó, đứng dưới chân cầu, mà lúc này cái người đó co ro rung cầm cập. Trời đất ơi, thấy ma rồi, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Là bạn vừa chạy xe vừa niệm Phật. Qua tiếp cây cầu thứ ba, y như rằng thấy nữa, và thấy rõ ràng luôn, nó đứng dưới chân cầu, cái dáng người nó càng ngày càng rung nhiều hơn, giống như là rung là bị lạnh đó mọi người, giống như là bị ngâm ở dưới nước lâu quá nên người ta rung cầm cập như vậy. Đáng vậy còn ngoái đầu nhìn theo nữa. Tới địa điểm quay, bạn trợ lý mặt xanh không còn miếng máu, mà bạn không dám kể liền vì sợ mọi người quan mang, nên đợi tới sáng hôm sau bạn mới dám kể. Từ sự kiện đó, Lâm và tổ sản xuất liên kết lại những sự việc bên thẻ nhớ. Cái thẻ nhớ thứ 49 là thẻ nhớ quay nhân vật ma da, nhưng nhân vật không được thể hiện đúng tính chất của một con ma da, phải lạnh rung cầm cập lên giống như những gì mà bạn trợ lý thấy. Hoặc là đoàn phim đã làm cái gì đó khiến cho ma da phải đi theo quấy phá. Nói chung là đoán già đoán non đủ thứ hết luôn. Xong rồi bạn trợ lý cũng lăn ra bệnh, nhức đầu, chóng mặt, rồi hành sốt. Thấy tình hình dần có vẻ không ổn, nên Lâm nhờ người mua lại đồ cúng, lập lại cái bàn thờ cúng trong khu căn nhà quan và ngay chỗ cây cầu. Khi quay trở lại khu nhà quan đó, tuy cảnh trí đã được tháo gỡ, nhưng bầu không khí ma mị vẫn vẹn nguyên. Bên ngoài trời nắng chang chang, nhưng mà ở trong nhà thì âm u mờ mịt lạ thường. Cái bàn cúng được đặt ở giữa nhà, cúng xin khuất mặt khuất mày ở đây cho đoàn được quay lại cảnh đêm hôm qua, cầu cho tất cả mọi thứ được thuận buồm xuôi gió. Phim nói về đề tài tâm linh, để cho người dương hiểu về tâm linh, hiểu về người âm, chứ hoàn toàn không có ý gì mạo phạm về thế giới tâm linh cả. Trong lúc chờ nhang tàn, có mấy chú lớn tuổi ở nhà lân cận tới ngó xem. Chú kể, đoàn phim mà quay được ở đây là gan dữ lắm á. Lâm hỏi ra thì mới biết, chỗ này hồi rất là xưa là một cái quỷ ban. Lúc thời còn loạn lạc, người ta đang làm việc trong đây thì giặt quăng nguyên một trái bơm vô nổ tung. Mấy người ở đây chết tan xác trong căn nhà này. Kính bị bể là do bơm nổ, chứ ai đâu mà dám ném đá vô. Từ đó về sau, đâu có ai dám làm việc ở đây. Người ta chết thảm quá nên thành quỷ, quậy dữ lắm, đâu có làm ăn gì được, nên quỷ ban chuyển qua chỗ khác làm luôn, bỏ nguyên căn nhà này hoang tới giờ. Mấy người dân ở đây tối đi qua đi lại, thường xuyên thấy những đốm lửa ma chơi cứ lập lòe ở trong nhà. Giờ chỗ này chỉ có mấy đứa hút chích nó vô, chứ người bình thường không ai dám vô đây cả. Nghe xong, Lâm bần thần, nhưng cũng không thể nào thay đổi bối cảnh được, cỡ nào cũng phải xin tiếp tục quay ở đây. Đó là khu vực nhà quan. Địa điểm thứ hai cần cúng lại đó chính là chỗ cây cầu ma da. Lúc cúng khai mái là khấn cúng xin thần linh, thổ thần, tổ nghiệp khuất mặt khuất mày, nhưng bị thiếu một cái tên, đó chính là ma da Hà Bá. Mà nội dung quay lại liên quan tới ma da nữa, nên có thể như vậy mà mọi thứ không được suôn sẻ. Tiếp tục cúng xin thứ lỗi, xin có tai thì tai qua, có nạn thì nạn khỏi, để mọi thứ được hanh thông trở lại. Lâm và mọi người cúng xong ở bên cầu bên kia là phải đi qua cầu bên này để quay về. Lúc đi ngang cầu, có người không hiểu lý do tại sao không bước đi nổi, bước chân nặng trĩu, đầu óc thì choáng váng, đầu bị gị ngược về phía sau, giống như là có ai đó đang nắm đầu kéo ngược ra sau vậy. Cũng may là có người đi cùng nên đã hỗ trợ, chứ nếu như đi một mình, ổng chừng choáng váng say sẩm mà ngã nhào xuống dưới sông,
thành người thế mạng cho Ma Gia. Chị chủ nhà của căn nhà gần đó thấy mọi người cũng chạy ra hỏi thăm xem đã quay tới đâu rồi. Mọi người cũng chia sẻ thật tình với chị. Chị cũng công nhận là đoàn này hay ghê luôn á. Chị ấy chỉ tay về phía xa xa, cách đây tầm một thửa ruộng, có một khu nhìn giống như là một mái chùa. Mọi người cứ nghĩ đó là cái chùa thật, nhưng chị nói không phải, đó là cái nghĩa địa. Hầu như là ai chết trong cái khu vực này mà không có đất riêng á, là đem vô trong đó chôn hết. Mà ma trong đó quậy dữ lắm, quậy tới nỗi mà ông ngủ canh gác sợ không dám ngủ ở lại luôn, chỉ canh gác ban ngày thôi, còn ban đêm là ông đi về. Mấy bữa mà đoàn phim quay ma cỏ ở đây là chị đó cũng sợ chứ bộ, tại thấy giống thiệt quá. Nhiều khi người dân người ta bu bu lại coi, nhìn vậy thôi chứ không chừng 7 phần người 3 phần ma mà mình không biết. Ôi là trời, nghe nói tới đây ai cũng sợ hết trơn, nên đâu có dám ở đây lâu nữa, nguyên nhóm thu dọn lẹ lẹ để đi về. Và cũng nhờ buổi cúng sinh đó mà mọi thứ cũng dần ổn thỏa hơn, phim cứ quay suôn sẻ tới tới. Thường lịch quay sẽ có 1 hoặc 2 ngày nghỉ để anh em dưỡng sức, nhưng vì tai nạn bị mất file thẻ nhớ thứ 49 nên đành phải quay bù vào ngày nghỉ đó luôn. Và địa điểm quay chẳng chỗ nào khác ngoài căn nhà quan, hay còn gọi là quỷ ban cũ. Đợi trời sập tối là bắt đầu lên đèn. Một anh bên tổ âm thanh lại rung bần bật lên nữa, cứ lờ đờ mệt mỏi, rũ rượi cả người, nước mắt cứ chảy dàn dụa không kiểm soát. Anh nghe theo lời của Lâm mà đi ra ngoài nghỉ ngơi, chứ không ngồi trong khu vực nhà quan này nữa. Bên tổ đạo diễn đang làm việc tâm lý lại với diễn viên, góc máy, hình ảnh cũng sẽ y chang như vậy, giống như lần trước, nhưng sẽ không quay nhân vật Maya ở đây nữa. Để tránh rủi ro lặp lại, đạo diễn quyết định về phim trường ở thành phố Hồ Chí Minh dựng lại phong xanh để quay nhân vật Maya sau. Nên phân đoạn này chỉ quay phần con người thôi, chứ không có quay ma cỏ gì nữa cả. Bỗng nhiên bên ngoài ồn ào, Lâm chạy ra xem, cái anh làm cái câu âm thanh cứ lầm bầm cái gì đó trong miệng nghe thảm thiết lắm. Hai con mắt cứ đỏ ngầu lên, lộ ra những cái mạch máu đỏ tươi. Anh lầm bầm nói có người muốn mượn xác của ảnh, ảnh đang cố gắng không cho người ta vô. Lúc này Lâm mới mạnh miệng, nè nha, cúng kiến mọi thứ xong xuôi hết rồi nha, đầy đủ hết rồi nha, đừng có đòi hỏi thêm gì nữa, để cho người ta yên đi. Nhờ vậy mà anh âm thanh chỉ ngồi đó khóc thôi, chứ không dám manh động gì thêm. Lâm quyết định nhờ người đưa anh âm thanh đó về khách sạn nghỉ ngơi, chứ mà ngồi ở đây một hồi ảnh không kiểm soát được là bị nhập, lúc đó lại mệt thêm nữa. Theo như Lâm được biết, vong linh thì cũng y như con người mình vậy, cũng có người này người kia. Có những vong chỉ cần thương thảo cúng kiến là họ dễ dàng đồng ý và sẽ không quấy phá. Cũng sẽ có những vong linh được voi đòi tiên, sẽ đòi hết cái này tới cái kia để thỏa mãn những cái mong muốn của bản thân họ. Nên tránh việc những vong linh có tâm lý cực đoan quấy phá, Lâm đã lấy một cây cờ mà cậu đã thỉnh trước khi quay phim. Vì Lâm luôn biết rằng quay phim tâm linh sẽ gặp rất nhiều chuyện, nên cậu đã chuẩn bị trước điều này. Đó là một cây cờ đã được thỉnh phép. Cậu treo cái cờ đó ở giữa nhà để các vong dữ không thể đến gần. Đoàn phim bắt đầu bấm máy, trộm vía là quay đẹp hơn và tâm lý nhân vật cũng tốt hơn đợt trước. Lâm tự nhủ với bản thân mình, cái này giống kiểu như là trời cũng xui, đất cũng khiến, để mình có thể chỉnh chu hơn, làm tốt hơn những cái cũ. Lúc này đang chờ thay đổi góc máy, bạn trợ lý tới nói nhỏ với Lâm. Ở ngoài cửa sổ, chỗ khu vườn chuối của ai đó đang nhìn vào. Lâm mới nói chắc là người dân hiếu kỳ thôi, đợt trước họ cũng đứng ngay chỗ đó, chỗ bụi chuối á, xem y chang như vậy. Bạn trợ lý lắc đầu, không đâu, này toàn cái đầu không à. Nghe như sét đánh ngang tai, Lâm giật mình liền. Bạn trợ lý này rất yếu bóng vía nên rất dễ thấy. Lâm nhìn theo thì chẳng thấy cái đầu nào cả, nên tiếp tục hỏi thêm bạn trợ lý đó. Có nhiều cái đầu ở ngoài bụi chuối đang chồm vô nhìn tụi mình, mà cái đầu nó đỏ lờm mà, giống như là máu nó phủ lên nguyên cái đầu vậy. Hai con mắt sáng trưng lên, nhìn đáng sợ quá nên mới tới hỏi Lâm. Nếu đúng thật như vậy thì có thể là người âm họ cũng hiếu kỳ để xem coi là đoàn phim làm những gì về người âm, nhưng cũng chỉ xem thôi, nếu như không quấy phá đoàn là được. Tinh thần luôn đề cao cảnh giác, mọi người cứ như thế và quay cho hết đêm đó. Qua phần tiếp theo, hậu trường của bộ phim này y như một bộ phim ma có nhiều hồi, đi tới đâu
là sẽ phát hiện và bắt gặp những câu chuyện tâm linh tới đó. Bối cảnh tiếp theo là một căn nhà nhỏ xíu nằm chơi vơi trong một khoảng đất bao la. Một bên thì cặp một con kênh nhỏ, một bên là đồng lúa xanh rì bát ngát. Và căn nhà này thiếu thốn rất nhiều. Trong nhà có hai vợ chồng và hai bé gái còn rất nhỏ. Gia đình nghèo lắm, chồng thì ai thuê gì thì làm đó, vợ thì ở nhà canh lúa cho người ta. Hai bé gái cũng may là còn đi học. Gia đình thiếu thốn tới nỗi không có cái đèn điện để sinh hoạt. Đêm xuống chỉ xài đèn cầy hoặc là đèn dầu để cho mấy bé học bài, làm bài. Ngủ thì nằm trên quần áo hoặc là giấy cạc tông. Nói chung là khổ dữ lắm. Vì căn nhà này có bối cảnh giống với trong kịch bản yêu cầu, nên đoàn làm phim đã liên hệ và được cô chú đồng ý ngay. Rất dễ thương và nhiệt tình, nên nhà sản xuất cũng gửi thêm chi phí cho gia đình. Hỗ trợ được phần nào thì đỡ được phần đó. Hiện tại là đoàn phim đang quay ở trong nhà. Mọi người phải tập trung về phía sau nhà hết, tại ở đó có cây cối và bóng mát. Tưởng chừng là mọi thứ nhẹ nhàng dễ thương đúng không? Không đâu. Trong đoàn có một người thấy có một vong linh đứa nhỏ đu ở trên cây dừa. Mà cây dừa đó nó nghiêng lại qua phía con kênh nhỏ. Mà ở dưới con kênh nhỏ lại có thêm một đứa nhỏ nữa đang ngâm mình ở dưới nước. Xanh lè luôn. Cô chủ nhà nghe như vậy liền nhận ra hai đứa nhỏ đó là con của cô đã phá bỏ trước đây. Hồi đó cô đâu có biết, nhà nghèo quá, đứa thì phá, đứa thì bị hư. Từ khi mất hai đứa nhỏ rồi là thỉnh thoảng, kể cả ban ngày lẫn ban đêm, là cô thấy vong của hai đứa nhỏ, lúc thì trên đọt dừa, lúc thì ở dưới nước chỗ con kênh. Rồi sau này khi mà hai đứa con gái của cô dần dần lớn lên, đứa thì vô tình cũng thích tắm sông, đứa thì cũng thích leo cây dừa. Mà thật ra là hai đứa trước nó đã đi theo hai đứa sau, rồi khiến cho hai đứa sau phải làm theo những gì mà hai đứa trước muốn. Để lâu quá rất nguy hiểm. Ví dụ như là leo dừa sẽ có ngày bị té, hoặc là tắm sông có ngày sẽ bị hụt chân đuối nước. Cô thì không biết rõ những chuyện tâm linh, nên cứ nghĩ là cũng là con của mình thôi, nên cứ để đó cũng chẳng giải quyết được gì. Lâm khuyên cô không nên để như vậy lâu, dù gì cũng là con của mình. Nhà thì nhỏ, chẳng có bàn thờ để thờ cúng, nên hai đứa nhỏ cứ dất dưỡng như cô hồn ngoài đường ngoài xá. Thời gian đầu á thì không ai thấy đâu. Gần 10 năm trôi qua, người ta đi qua đi lại dần dần thấy rõ hai cái vong nhỏ xíu, giống như là nó tồn tại quá lâu, làm cô hồn quá lâu rồi riết âm khí nó càng ngày càng nhiều, dễ hiện nguyên hình cho người dương thấy. Ai cũng sợ mà đâu làm gì được. Cô chủ nhà cũng bối rối lắm, không biết phải làm sao. Lâm chỉ cho cô phải nhìn mặt đặt tên cho hai bé, rồi gọi tên hai bé đi theo mình về với củ quyền, hoặc là mỗi lần ăn cơm trong nhà nhắc thầm tên hai bé trong bụng để hai bé có thể về ăn cơm cùng. Còn dễ hơn nữa là cô cứ đi vào chùa đọc tên của hai bé rồi gửi hai bé vào trong chùa để tu. Nói chung là phải tìm tổ nương tựa, chứ không thể nào để lang thang như vậy trong khi gia đình vẫn còn ở đây. Mắt của cô sáng rỡ lên khi thấy được hướng giải quyết và kết thúc mấy ngày quay ở căn nhà nhỏ đó. Đoàn phim đã cùng nhau hùng tiền lại để mua cho gia đình cái máy điện năng lượng mặt trời nho nhỏ để ban đêm có đèn cho mấy đứa nhỏ học bài. Đoàn làm phim cũng mua thêm bàn ghế, mua thêm nệm để cho cả nhà có chỗ nằm ngủ, gửi một chút kinh phí cho gia đình trang trải qua ngày. Và hơn một tháng đi phim ở đây, một vùng đất nặng tâm linh này để lại trong lòng của Lâm cũng như là mọi người trong đoàn rất nhiều kỷ niệm, nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ nộ ái ố đủ hết. Nói chung tất cả cũng là do nghiệp duyên. Nhiều khi đoàn làm phim chỉ quay một chỗ ở phim trường tự dựng lên thì chắc cũng sẽ xong sớm, cũng chẳng có gì phải lo lắng nữa cả. Khi đoàn làm phim tìm đến những nơi vùng sâu vùng xa, sẽ phải tiếp xúc, bắt gặp những chuyện đời, chuyện người, chuyện ma, chuyện quỷ. Mỗi một câu chuyện đều gieo duyên cho chúng ta hiểu thêm về điều gì đó trong cuộc sống. Và còn rất nhiều những câu chuyện hậu trường liên quan đến tâm linh của nhiều đoàn làm phim khác nữa. Nếu như Lập sưu tầm đủ, Lập sẽ kể thêm cho tất cả mọi người nghe trong thời gian không xa. Và ngày hôm nay là câu chuyện của một nén nhang. Và cũng đã hết một nén nhang rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi câu chuyện Đoàn phim ma đã gặp ma. Và rất là cảm ơn Dòng đá phong thủy Hiệu Tinh Lâm đã luôn đồng hành với chương trình này. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nghiệp kiếp người đi đây đi đó, duyên gặp được ma đó quỷ đây. Nhân sinh khổ ải còn đầy, phúc tâm gìn giữ khó.
cổ dày dẫn qua.